Vâng ạ, xin chào các anh chị và các bạn. Rất là cảm ơn các anh chị và các bạn đã tiếp tục theo dõi các cái video bài học của giảng viên Phan Anh. Tôi hôm nay sẽ chia sẻ với các anh chị hướng dẫn các anh chị một cái bài học liên quan đến nội dung có tên là Remarketing trong Facebook. Vậy thì Remarketing là gì? và trong facebook có những cách remarketing như thế nào đúng không ạ và xin thưa với các anh chị rằng đây là một cái bài học mình có thể tạm gọi nó là một cái bài quảng cáo nâng cao đi vâng tức là đây là một cái tính năng mà trong cái quảng cáo của facebook nó có nó cho phép mình remarketing thì đầu tiên các anh chị cần hiểu khái niệm là remarketing là gì thì remarketing dịch ra tiếng việt gọi là marketing lại tiếp thị lại quảng cáo lại quảng cáo đeo bám nếu như các anh chị nghe được một trong số các từ khóa như vậy Thì nó đang nói đến góc độ remarketing Re tức là re, re là tái, đúng không? marketing Marketing là ở ngoài Bắc là người ta sử dụng là marketing luôn, người ta không dịch Nhưng ở trong miền Nam ấy là người ta dùng từ tiếp thị Cho nên là cái từ tiếng Việt nó mới gọi là tiếp thị lại, đúng không ạ? Vâng, vậy thì làm thế nào để tiếp thị lại? Thì các anh chị cần phải hiểu cái nguyên tắc của tiếp thị lại là lại tức là trước đấy phải đã có rồi thì sau đấy mới lại à hôm nay tôi lại gặp bạn đúng không ạ thì trước đấy tôi đã gặp bạn rồi thì bây giờ tôi mới gặp lại bạn thì remarketing trong quảng cáo nó cũng có ý nghĩa như vậy hôm trước bạn vừa xem một cái quảng cáo ở trên một cái website tôi lấy thí dụ như là bạn xem quảng cáo trên lazada a đây rồi tiki hoặc trên một cái fanpage nào đó hôm sau hoặc là nửa tiếng sau hoặc một tiếng sau bạn sẽ nhìn thấy cái quảng cáo đúng về cái sản phẩm đấy của cái fanpage đấy của cái web đấy ở trên facebook các bạn có hay gặp tình huống đấy không ạ chắc hẳn là có đúng không ạ vậy thì cái đó là chính là remarketing và tôi sẽ hướng dẫn các anh chị thao tác và hướng dẫn các anh chị sử dụng đầu tiên các anh chị truy cập vào trình quản lý quảng cáo của mình ở power editor cũng được ở trình quản lý quảng cáo cũng được nhé sau đó các anh chị bấm vào phần tất cả các công cụ như thế này trong cái cột về tài sản cột về tài sản chúng ta sẽ nhìn thấy có phần đối tượng đúng không ạ chúng ta sẽ nhìn thấy có phần đối tượng vâng đây ạ ra giao diện của đối tượng rồi trong remarketing người ta sẽ nói về pixel người ta sẽ nói về đối tượng và trong đối tượng người ta chia thành ba loại đúng không ạ đối tượng tương tự đối tượng tùy chỉnh và đối tượng đã lưu và chúng ta sẽ học từng thứ từng thứ một được chưa ạ vâng trước hết là chúng ta đang xem về phần đối tượng một lát nữa thì chúng ta sẽ xem cái phần liên quan đến pixel đấy là chúng ta học về remarketing và remarketing thì phải nói về pixel mà pixel thì phải nói về remarketing đấy là hai cái tính năng của Facebook nó thường là đi cùng nhau thứ nhất là chúng ta sẽ quan tâm đến phần tạo đối tượng ở đây chúng ta sẽ có ba cái nhóm đối tượng đúng không ạ như tôi vừa nói tùy chỉnh tương tự đã lưu thì cái nhóm thứ nhất là nhóm đã lưu là ta gần như không quan tâm bởi vì trong cái quá trình chúng ta nhắm chọn, nhắm chọn, nhắm chọn ở trong cái phần đặt quảng cáo ở trình quản lý quảng cáo hoặc ở Power Editor thì chúng ta đã có cái nút tích là đối tượng đã lưu. Ví dụ như mình đặt tên là mình chạy quảng cáo nữ Hà Nội tuổi 18 đến 24 mình đặt tên như vậy. Thì lần sau mình gọi cái tệp đấy, đúng không ạ? Thì mình không cần phải 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 nhắm lại nó mất thời gian của mình. Cái tính năng này là Facebook đưa ra để cho các anh chị tiết kiệm thời gian, được chưa ạ? chúng ta quan tâm đến hai cái nhóm đối tượng đấy là đối tượng tùy chỉnh và đối tượng đã lưu đầu tiên sẽ là đối tượng tùy chỉnh mình sẽ chọn đối tượng tùy chỉnh thì nó sẽ nhảy ra cái giao diện là tạo đối tượng tùy chỉnh bạn muốn tạo đối tượng này bằng cách nào và Facebook cho phép các bạn tạo đối tượng này bằng 4 cách tệp khách hàng lưu lượng truy cập website hoạt động trong ứng dụng và tương tác trên Facebook mở hoặc mới Đấy, các anh chị nhìn uh, ngón tay của tôi và nhìn ở trên uh, màn hình máy tính lên nhá, tôi thao tác cũng uh, cho anh chị dễ dàng và dễ hiểu. Ok, như vậy để tạo ra đối tượng tùy chỉnh ta có 4 cách. Và trong mỗi một cách đấy lại có rất nhiều các ngõ ngách nữa. Các anh chị hiểu chưa? Cho nên là tôi sẽ hướng dẫn các anh chị từng ly từng tí một. Cách thứ nhất trong đối tượng tùy chỉnh đấy là tạo tệp khách hàng. Sử dụng tệp khách hàng để đối chiếu khách hàng của bạn với mọi người trên Facebook và tạo đối tượng từ kết quả phù hợp. Dữ liệu này sẽ được mã hóa trước khi tải lên. Và mình sẽ bấm vào đây để mình xem. Tức là gì? Ở đây mình muốn là tạo ra một cái tệp đối tượng khách hàng tùy chỉnh bằng cách là mình cập nhật dữ liệu lên. Và khi mình cập nhật dữ liệu lên, Facebook lại cho phép mình sử dụng hai cách để cập nhật dữ liệu lên. Thứ nhất là mình sẽ chọn tệp hoặc là sao chép và dán dữ liệu copy paste ấy, Cách thứ hai là mình nhập từ MailChimp. Thế thì tôi sẽ giải thích từng cái. Ví dụ như là về MailChimp. Tức là ở đây mình sẽ sử dụng cái ứng dụng MailChimp là một cái ứng dụng email marketing. Và mình sẽ lập data email marketing trong MailChimp đấy. Và nếu như mà mình xài MailChimp gửi email marketing thì bây giờ mình chỉ việc đăng nhập cái tài khoản MailChimp này vào trong cái phần này. Thì Facebook sẽ tự động lấy dữ liệu của MailChimp đưa vào trong dữ liệu của Facebook và sau đó Facebook sẽ quét sẽ quét sẽ quét quét cái dữ liệu mailchimp đấy bao gồm email số điện thoại nếu có Facebook nếu có để xem rằng là có bao nhiêu người ở trong cái tệp mailchimp đấy đang chơi Facebook đúng không ạ người ta nó sẽ nhận ra và nó sẽ đưa vào danh sách những cái tài khoản Facebook đấy các anh chị hiểu ý tôi chưa thế thì thông thường ở đây thì chúng ta sẽ chủ yếu là chúng ta sẽ chọn tệp và uh, sao chép và dán cái dữ liệu Đấy thì bởi vì là ít khi chúng ta dùng mail MailChimp đúng không ạ? Còn nếu ai đang dùng thì xin chúc mừng. Mình có thể khai thác cái tính năng này. Vâng, mình chọn tệp và khai thác dữ liệu. Đúng không ạ? Tệp thứ nhất là tệp và chúng ta đưa danh sách khách hàng vào, sau đó chúng ta gì ạ? Edit cái dữ liệu này, sau đó chúng ta up lên, sau đó chúng ta tạo ra được dữ liệu. À, thì thứ nhất là về email. Đúng không ạ? Tức là gì? Mình có thể nhập danh sách email vào đây. Và Facebook sẽ quét xem là ai đang dùng Facebook có email này Tôi lấy thí dụ các bạn có thể nhập danh sách là email của tôi là phananhonlinea.gmail.com Và Facebook quét cái email này sẽ thấy cái địa chỉ là www.facebook.com sửa fan anh VCU tôi giả sử thế Thì như vậy Facebook đã nhận được một tài khoản Facebook Đấy Vậy thì lúc này các bạn sẽ cần phải có trong tay hàng trăm nghìn Hàng chục nghìn các tài khoản email Các bạn up lên đây và các bạn quét dữ liệu Nó là chiếm 10%, 20%, 30% tỷ lệ thành công Ở trên uh, Facebook để mà so sánh với cái dữ liệu email ban đầu Hay là bao nhiêu phần trăm thì chúng ta không được biết đúng không ạ Bởi vì chúng ta phải gập nhật lên thì chúng ta mới biết là nó như thế nào Ngoài ra thì các bạn có thể sử dụng một số cái mẹo như là các bạn có thể sử dụng cái phần mềm quét UID. Uh, UID là viết tắt của chữ là User Identify là mình quét mỗi một cái tài khoản facebook nó sẽ có một cái địa chỉ email có dạng là phan anh a facebook com đấy thế thì mình sẽ cập nhật cái danh sách này vào và uh, cũng sẽ chạy quảng cáo để marketing được tuy nhiên hết sức lưu ý là chúng ta phải sử dụng phần mềm chúng ta phải quét fanpage hoặc quét group đấy, hoặc là uh, chúng ta sẽ bị vi phạm chính sách bởi vì cái luật này facebook không cho phép nhá. Uh, nếu mà may mắn chúng ta chạy được nếu không may mắn thì chúng ta sẽ bị uh, khóa tài khoản tương tự như thế là số điện thoại đúng không ạ trên mỗi một cái facebook chúng ta đăng nhập thì rất có thể sẽ có một cái số điện thoại thế thì facebook nó sẽ quét cái số điện thoại này và cập nhật với dữ liệu của facebook đang có và nếu như mà hai số điện thoại này là một nhìn thấy thì facebook sẽ phát hiện ra một user tương tự như email bạn cũng phải cập nhật vào đây hàng trăm nghìn hàng triệu số điện thoại để quét ra được các facebook user vâng và nếu như mà dữ liệu của mình chuẩn chẳng hạn như là mình có số điện thoại của các vip, số điện thoại của những khách hàng là vàng đúng không ạ? Thì mình đưa vào đây thì nó cũng ra được các facebook vàng, các facebook user vàng đúng không ạ? Và mình chạy quảng cáo đến họ rất có thể sẽ chuyển đổi thành người mua. Vâng, ý là như thế. ID nhà quảng cáo di động thì cái này buộc lòng là các bạn phải là những cái nhà quảng cáo di động. Và thông thường chúng ta sẽ không phải là những nhà quảng cáo di động nên là chúng ta cũng rất là khó để có thể sử dụng được cái tính năng này các anh chị nhá. Đúng không ạ? Chúng ta cũng có thể nhập tên Đúng không à, ạ? Nhập họ để chạy quảng cáo cho những người có cùng họ cùng tên như thế này à, Mã bưu điện, à, cái này thì không quan trọng lắm Bởi vì trong cái phần nhắm chọn quảng cáo thì mình đã được chọn uh, địa điểm rồi Ví dụ mã bưu điện ở Hà Nội là 100.000 Thì mình chạy quảng cáo ở Hà Nội rồi cho nên là cái mã bưu điện nó cũng không phải là quan trọng lắm Được chưa? Thành phố cũng như vậy, mình có thể chọn được thành phố Hà Nội Thành phố London, thành phố New York, mình chọn được rồi Bang, tỉnh, thành, mình cũng chọn được rồi cho nên là cũng không không phải là tính năng hay Đúng không ạ? Quốc gia thì càng không Ở cái ngày sinh thì là một cái rất là hay Trong cái tính năng nhắm chọn ở phần bao gồm và phần không bao gồm Thì bạn có thể chạy quảng cáo được những người sắp sinh nhật nhưng mình lại không chạy quảng cáo được cho những người có ngày sinh là từ ngày nào tháng nào Ở đây là mình chọn được luôn nhé Hôm trước thì tôi có dạy ở một lớp Thì ở trên lớp offline của tôi ấy, thì có một anh học viên thì hiện nay anh ấy đang chơi adsense rất là thành công bởi vì công ty anh ấy là chuyên đầu tư các cái trang web ở nước ngoài và anh ấy kiếm adsense ở nước ngoài thế thì anh ấy có một cái trang mà chuyên về các cái dịch vụ liên quan đến các cung đúng không ạ dịch vụ xem ngày xem tướng xem số nhưng mà dành cho thị trường nước ngoài đấy, ví dụ ở nước ngoài họ sẽ quan tâm đến là các cái cung bọ cạp hay là cung bảo bình hay gì đấy Thế anh ấy chạy quảng cáo đến những người có ngày sinh đấy để người ta truy cập vào trang web, người ta xem, người ta chơi Và rất có thể người ta sẽ nhấp vào quảng cáo Và doanh thu của anh cũng rất là tốt Thì cái đấy là cái ngày sinh, năm sinh, giới tính, tuổi Thì chúng ta cũng có chọn được rồi, thì cũng không quan trọng lắm, đúng không ạ? ID của người dùng ứng dụng À, ID của người dùng ứng dụng Nó sẽ khác với ID của, của, của tài khoản Facebook nhá Thế còn Facebook page user ID Ừ, thì cái này cũng là một cái mà liên quan đến cái Facebook page thì mình có thể đưa cái Facebook page của mình vào đây để mình chạy thì đây là những cái 15 cái yếu tố mà mình có thể khai thác được nhưng mà thực tế cho thấy rằng là chỉ có email số điện thoại đúng không ạ họ tên ngày tháng năm sinh và Facebook page là có ý nghĩa thôi những cái khác thì hiện nay chưa dùng được và tất nhiên khi mà mình đưa những cái dữ liệu này dưới dạng là file.csv và .txt để định dạng một Facebook quy định bắt buộc Đấy thì mình up lên và Facebook nó sẽ matching. để chưa ạ?